Trung Quốc tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan giữa lúc bà Pelosi công du châu Á. Trung Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan giữa lúc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi công du châu Á và chưa rõ có đến Đài Loan hay không. Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc ngày 29 tháng 7 đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan. Theo thông báo từ phía Trung Quốc, các cuộc diễn tập được giới hạn về phạm vi và sẽ diễn ra ngoài khơi đảo Bình Đàm ở tỉnh Phúc Kiến. Dù khu vực diễn ra các cuộc diễn tập thuộc eo biển Đài Loan, nhưng cách bờ biển thực tế của Đài Loan khoảng 120 km. Đạn thật sẽ được bắn từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối và mọi hành vi xâm nhập vào các vùng biển này sẽ bị cấm, theo tuyên bố của chính phủ Trung Quốc. Cuộc tập trận được thực hiện trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó thông báo bà có kế hoạch công du Đài Loan. Chính quyền Mỹ đã không xác nhận hoặc phủ nhận các thông tin cho rằng bà Pelosi sẽ dừng chân ở Đài Loan trong chuyến công du châu Á. Động thái nói trên đã khiến phía Trung Quốc nổi giận và nhiều lần ra cảnh báo ngoại giao với phía Mỹ. Trong cuộc điện đàm ngày 27 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng những kẻ đùa giỡn với lửa cuối cùng sẽ bị bỏng. Bà Pelosi không bình luận công khai về kế hoạch này. Tôi không bao giờ nói về chuyến đi của mình vì đây là một vấn đề an ninh, bà nói. Trong chuyến công du châu Á, bà Pelosi sẽ tới thăm các đồng minh của Mỹ ở châu Á là Nhật, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore.